Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản V1 cầu Máy xăng sản xuất năm 2022 vẫn còn chế độ bảo hành của hãng Chạy nước 2 vạn km Tất cả các chi tiết của nó thì vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo Một chủ sử dụng từ đầu và biển số của chiếc xe là biển số Hà Nội anh chị nhé đã được nâng cấp hệ thống cam 360 gương đèn auto rồi là hệ thống chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu và rất nhiều tính năng an toàn được tích hợp ở trên mẫu xe này anh chị và các bạn đang có nhu cầu trải nghiệm có thể qua trực tiếp cửa hàng Lam Việt Auto địa chỉ đơn vị là số 95 trên công giai dịch vọng cầu giấy Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục sẽ không đâm va không ngập nước và tất cả đều thể hiện rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ chứ không nói mồm anh chị ạ và đây là những đường nét về hệ thống mâm nốt của chiếc xe, tất cả các chi tiết vẫn còn mới nguyên. Một dàn nốt liền đời. Các chi tiết rãnh nốt của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Đây là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có tích hợp hệ thống cam 360 được trang bị đầy đủ. Công nghệ an toàn trên mẫu xe thì nó đã thay đổi rất nhiều so với những cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Các chi tiết về hệ thống bậc lên xuống được ốp chống được trang bị là bậc cứng này rồi là gương kính chỉnh điện đã được um, kính thì đã được dán kính màu rồi và bác chủ thì cũng đã dán kính 3M đây là những cái phần nốp lắp phía sau của chiếc xe thì em cũng quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham quan phần đuôi xe với những cái phần như là hệ thống cụm đèn hậu này rồi là những phần đèn cảnh báo trên cao cảm biến cam đùi được trang bị đầy đủ cho các bác Lốp sơ cua của chiếc xe thì nó nằm dưới gầm với lốp sơ cua này thì chưa hại anh chị nhé. Đấy. gầm bệ của chiếc xe tất cả các thứ đều còn nguyên bản hết, không hề có hiện tượng bị đâm vai thế thế gì cả. khi mua những chiếc xe cũ đã qua sử dụng kể cả xe lướt thì anh chị và các bạn cũng nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mang lại cái sự an tâm trong quá trình sử dụng uh, sau này. Tuy là một cái mẫu chiếc mẫu xe có khối động cơ là máy 2.7, máy cực kỳ lớn nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng rất là hợp lý thôi. À, để trải nghiệm em mời anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng mình trải nghiệm thực tế sẽ rõ hơn. Còn bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cận cảnh những cái điểm đẹp của chiếc xe cũng như là những điểm anh chị và các bạn có thể dễ dàng nhận biết được là xe có bị đâm va hay bị thay thế gì không. Bên trong thì ghế ngồi, ghế lái của chiếc xe thì cũng đã trang bị chỉnh điện đa hướng rồi. Những phần vi năm sản xuất của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem đây. Với năm sản xuất của chiếc xe là 2022. Đấy. Rồi là những cái phần như là tabli bọc da. Rồi là hệ thống các chi tiết thảm trải sàn. Thẻ nhắc bảo dưỡng đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể mang đi check bất kỳ nơi đâu. Hệ thống vô lăng của chiếc xe thì nó có tích hợp cho anh chị và các bạn các phím điều chỉnh chức năng màn hình thì đã được nâng cấp lên cái màn hình à, giải trí với giao diện sắc led và đầy đủ những cái tiện nghi điều hòa tự động này Đấy, cần số thì trang bị cần số rích rắc à, những phần yên ngựa của chiếc xe được trang bị bọc da ốp gỗ giúp cho anh chị và các bạn nhìn trông nó sẽ sang trọng hơn xe thì cũng có lẫy chuyển số thể thao set cruise hệ thống tăng chỉnh âm lượng đàm thoại rảnh tay phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua bác chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe như hệ thống màn hình cam hành trình Đấy. hệ thống cam 360 cũng được trang bị đầy đủ và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái không gian hàng ghế thứ hai đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chị nhé 10,14,5 lít cho đường trong phố còn đường ngoài phố thì nó cũng hết ít thôi Đấy, đây là những cái phần ghế ngồi với hệ thống ghế da của chiếc xe được phối màu rất là hài hòa cũng như là chất lượng hàng ghế thứ hai gần như là không có sử dụng gì nên nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ à, xe có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa sổ trời à, cửa, gi à, cửa gió đi hòa ở phía nóc trần à, ở dòng xe fortuner thì nó không được trang bị cửa sổ trời một điều hơi đáng tiếc một chút nhưng mà em nghĩ là cũng chả sử dụng đến mấy đâu ạ đây là những cái phần như là không gian cái khoang chứa đồ của chiếc xe khi anh chị và các bạn mà ngồi đủ ba hàng ghế thì nó sẽ có một cái không gian khá là chật hẹp còn nếu mà mình không sử dụng đến hàng ghế thứ ba mình gập xuống thì nó sẽ có một cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi với hàng ghế thứ ba mình sẽ gập theo tỷ lệ là kéo ngang sang hai bên 50 50 Đấy, em sẽ mở hết các cái cửa để anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi các chi tiết của chiếc xe cũng như là nắm bắt được toàn bộ về thông tin về chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có cái thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng với chiếc Toyota Fortuner phiên bản một cầu 2022 hiện đang được đơn vị hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe cũng như là có hỗ trợ thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn cam kết về giấy tờ pháp lý của chiếc xe là chuẩn chỉ có thể sang tên ngay trong ngày cũng như là bàn giao đầy đủ các thông tin và cam kết rõ trên văn bản Lên anh chị và các bạn có thể tin tưởng hoàn toàn tại cửa hàng cái tem mát của chiếc xe cũng như là hệ thống đăng kiểm của chiếc xe đến tận 2025 anh chị nhé và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang máy của chiếc xe với khối động cơ xăng 2.7 một cầu chiếc xe có thể vận hành rất là mượt mà ở đường trường hay cũng như là những cái cung đường là à, cần à, vượt địa hình anh chị và các bạn à, chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tỷ 025 triệu thôi à, mình có thể sở hữu một chiếc xe siêu lướt vẫn còn chế độ bảo hành thì anh chị và các bạn có thể càng, à, càng yên tâm hơn nữa Đấy, máy móc của chiếc xe tất cả các chi tiết vẫn còn rất đẹp anh chị ạ Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ